Ừ. Xuống du Hải. Đây là nhà Hải, Hải gì quên nhỉ? Hải Diệu hay là gì? Hải Hoành. Hải, Hải Diệu. Hải Diệu. Hải, Hải bán rượu cứ gọi Hải Diệu đi. Đúng rồi. Hải Diệu. Chuyên môn bán rượu đó. Rượu các loại, một người khỏe hai người vui. Giá hợp lý không? Hả? Ở đây định giá hợp lý, ở đây mình giá cao. Cao nhưng hợp lý là được. Bắt đầu cắt rằm. Thế sao không bảo ấy, không bảo người? Ô, có ít, có nghìn cây cắt mấy hôm xong. Có nghìn cây, ít rồi không nhỉ? Ít rồi. Nghìn cây, triệu cây. Nhà ta nhiều người ta mới phải thuê. Vợ con thì không có, ở nhà cứ mỗi mình nhúc nhắc làm nó bao giờ làm. Người vợ đấy. Người ta có vợ ở nhà người ta còn gọi là đôn đốc. Đây mỗi mình thì mẹ nó mình. Mình tự là, ăn tự làm cuốc xúc. Mình gọi là hoa không có chủ, tự do. Tự xúc tự cuốc. Tự xúc tự cuốc. Có thì mua một lít, không có thì nửa lít. Ừ. Đấy, rồi bê một mình ấy. Kiếm cái bà nào trong bà ấy hộ mình đổi. Rồi kiếm đâu được. Đang bảo Khanh Hoa nó tìm hộ bà đấy còn. Mình Khanh Hoa tìm cướp, Khanh Hoa cũng bán không nhạy. Khanh không nhảy à? Không nhảy. Ôi giời chết. Khanh kinh lắm. Ừ. Khanh ơi. Ôi thế này ta cắt từ sáng qua, chú cắt hơn nào? Đó, vừa cắt. Vừa cắt hết mấy luống này. Được luống hơn luống. Như là rừng đào quá nhìn nhỉ. Ở đây đó là rừng rồi. Rừng đào quá. Không đi đồng quê nào có kiểu đào ở cánh đồng họ đã được cấp chức năng công nhận là làng nghề. Làng nghề. Làng nghề hoa cây cảnh. Hoa cây cảnh. Nghề này làng nghề là hợp lý ai ấy được gì? Thì cả cái xã này bây giờ người ta cho múc ruộng chuyển đổi hết mà. Nhưng xuống bảo đài thì lại không được. Sợ thế nhỉ? Bảo đài người ta không cho chuyển đổi. Hôm nào phải tặng cho ấy nhỉ? Tặng cho từ xã Sơn hả? Thì xã Bảo Sơn á. Ừ là Sơn nhỉ. Đâu. Gì? Hoa, Hoa, Hoa. À Hoa. Chủ tịch. Tặng cái giấy khen không nhỉ? Giấy khen của thôn. Chủ tịch Dương Văn Hòa. Ừ. Sinh năm 1967. Thế nhưng mà phát triển mô hình trồng đào nó hợp lý quá. Nhỉ? Ừ, hợp lý chứ. Đâu hả? Có hợp lý. Đào này cứ mỗi một năm tầm độ từ 4 đến 50 triệu một năm một xào. Trồng cây gì ra được bằng đấy. Ừ. Đi quay này đang phải có em làm phát kiến trống chứ. Có. 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 Hôm nào nó lắng. Văn nghệ sĩ này không có em đi phát kiến trống. Cho em nào nữa thì. Thì không được rồi. Hả? Phát cái chân qua. Cho em nào là thiếu chú cắt sao được đào. Bây giờ lao suốt đi. Văn nghệ sĩ mà không có em là không được, không đúng rồi. Ruộng này là của mình bao cây? Ruộng này có già già trăm cây, ruộng này nhỏ. Ừ. Ruộng từ ngày xưa nó chỉ có thế thôi. Thế là chú rồng nhiều? Độ nghìn trên nghìn dưới gì đấy. À đi. Nơi thời tiết mát cả làng đi cắt. Đúng rồi. Không, nó đến nữa. Hả? Nó đến nữa phải cắt. Ừ. Cái này cũng buộc giống như nhà Thanh nhỉ? Phải cởi ra cái đây cắt hả? Cái cây này nó không ngóc thì mình phải buộc. Ừ. Còn những cây mà tự nó ngóc thì không cởi. Tự nó ngóc, đa số tự nó ngóc. Đúng rồi. Ai cắt bên kia không? Hái, hái. Hái rượu. Ừ. Hai vợ chồng hắn cắt gì? Hai vợ chồng. Ở đây phải ruộng nhà hàng. À, đấy cái ruộng đầu, nối đầu. Thông hai ruộng à? Đấy, ruộng nối đầu. À. Nó đang cắt đây. Ừ.
Lúc này nên em đang mới quay này. Tên là gì? Tên gì? Tôi tên là Bình. Bình. Bình chưa quen nào nhỉ? Hương Bình. Có không? Chưa. Chắc vậy. Không có quay nhà. Mới quay nhà là gì nhỉ? Nhà đôn nữa, nhà gì nhỉ? Ông gì bên này? Quỳnh. Cái gì? Đang cắt này. Bon ở gì nhỉ? Hòn. Ừ. Triệu Quốc Hòn. Triệu Hòn cắt đông người xem phết. Ừ, hắn biết chuyện nên chia sẻ với khách hàng, đông người xem. Đây là kênh YouTube hay kênh gì? Kênh YouTube. Năm nay ông Rong mà phát này là kênh đông quá biết. Ông Rong Vlog. Ông Rong. Ủa, phát từ năm ngoái là chưa biết được. Ông Rong gì? Ông Rong Vlog. Ông Rong Vlog. V là O G, tiếng Anh là Vlog, nhưng là V là O G. Ông Rong Vlog. Ừ. Cả các cụ ai biết ông Rong. Bây giờ phát cho các cụ. Gõ cái nó lên ngay nhỉ. Ừ. Đọc tên phát nó lên ngay. Em đăng ký cho. Kêu ông Minh Tuệ tốt nhỉ. Không nhận câu chuyện ông Minh Tuệ làm nhiều người đáng không mua xe phải mua xe đấy. Có nhớ. Đáng. Nhưng mà chú Bình và ông đấy có thành Phật không? Mình cả lang thành. Không. Hả? À, thế chú không xem à? Có xem sơ, vợ con hay xem, biết xem đấy, nhưng mà cái đấy thì không hiểu, không dám khẳng định. Cái gì? Không dám khẳng định có thành hay không. Thế nhưng mà cả thế giới nó phải để ý đến thì là cũng... Ôi giời! Các nhà sư Ấn Độ phải sang chiêm ngưỡng. À đấy à? Ừ. Tức là nó tính vào 2.000 năm mới có một ông này. Ông đấy là ông gì? Thích Minh Tuệ, tức là nhà nhà cửa quá đủ. Ông này nó chỉ khác Hồ, cái là Bác Hồ thì trực tiếp như ông này nó cũng giống Hồ, không cần cái gì. Ông Hồ có cần cái gì đâu, ông mỗi người. Thế nào cứ vào kênh Thích Minh Tuệ này. Không, cứ đánh chữ Thích Minh Tuệ thì cái gì nó cũng có trên mạng YouTube, YouTube thì đủ hết. Công nhận. Chú ra mà chưa lắm được cái đấy. Nếu bình thường thì nếu mà không có ông Thích Minh Tuệ thì những lớp thế hệ trẻ nha, mình cứ bảo là chùa truyền là cái tâm, nhưng đây là có thật. Ừ, tự nhiên nó không phải tự nhiên nó thành Phật. Hiện bây giờ ông nhà nước chính phủ thì yêu cầu là thôi đi ẩn tu lại chứ không đông người theo quá. Công an cả tính dẹp không kịp. À, thế là cái ông mà cứ đi đâu mà dân cứ theo mà lên đây nhá. Chính xác. Thế thì hai ông sư, một ông sư thì là chuyên môn cứ bảo dân cúng dường, cúng tiền để xây chùa, xây chiền, để ông mua ô tô, xe hơi. Nhưng mà ông sư này thì không bao giờ lấy tiền. Rồi. À, đấy là đối nghịch nhau, đấy người dân người ta mới quý. Rồi. Đấy cũng là sư. À, cái ông mà cứ đi đâu là dân cứ theo đông. Nói ông là nổi tiếng ở thế giới. Trước có Bác Hồ là nổi tiếng thế giới, ai nói tên ông Bác Hồ là ai biết, ông này nói sư Thích Minh Tuệ là ai cũng biết. Ông ấy trẻ phải không? Năm nay muốn sinh năm 81. Sinh năm 81 à? 81 năm nay mới 44. Bốn đâu? Năm nay 2004 là đi 43 tuổi. À, thằng nào thấy vợ nó cứ xem thằng ừ, cái lấy đàn bà thì đúng hợp với vợ các nó bà. Xem nó bảo ông khuya nó mình cứ gạt đi. Chắc là ông đấy à? Ông đấy. Tức là ông ấy thì ông ấy tu 13 hạnh đầu đàn, tức 30 thứ, nhưng ông khuyên dân mình chỉ tu 5 thứ là gia đình ấm êm rồi. Tức là tu được 5 thứ ở gia đình mình là không cãi nhau nữa. À thế. Ừ, đây ông chỉ tu gần 5 năm cái thôi. Còn ông tu 13 cái mà. Cắt đi. Thế vợ đâu? Vợ lại việc của vợ. À, vợ đi chợ. Mỗi thằng một việc. Đấy, chú tối về cứ xem ông đấy là không cãi nhau. À, đấy à? Đáng là đánh vợ, nghĩ ông đấy lại thôi. Xong là lại thôi. Ừ, không, ông nói ông chuẩn. Tức là người ta nói thật. Chứ không phải là người ta bị... Tức là mình giao tiếp với những cái gọi là...
Thì bây giờ mình phải hiểu là mình đang ở tối nhưng mà có một ngọn đèn ấy. Đấy, nó giống như mình phải hiểu sơ sơ nó như thế. Mình đang tối, hiểu chưa? Đầu óc mình là tham lam rồi là ghen ghét rồi tức tối rồi là lồng lộn thì ở với ông thì nó kiểu như là đang ở trong nhà tối thì có cái ngọn đuốc bé bé ấy. Kể cả mình đi chùa, đi thiền thế thôi. Không, đi chùa thì ông ấy không nói đi chùa không phải là xa, nhưng đi chùa mà các nhà sư khuyên cúng dường. Mình cứ đi chùa, đi thiền thì tự nhiên cái tâm mình nó cũng sáng hơn thật. Đi sáng hơn. Hơn ở nhà. Ở nhà này cái tính... tham lam. Cái tính thô tục của con người nó nhiều hơn. Ích kỷ. Ích kỷ. Con mèo cũng đã, ông này ông không có đánh răng, ông sợ con sâu ở trong miệng, ông chết. À đấy à? Thế... tu được bao nhiêu ông là hơi khó cho mình. Rồi. Thế rồi. Ăn có đúng bữa thôi. À thế à? Không ăn đồ mỡ, không ăn ra tức là không ăn động vật. Chỉ ăn chay thôi. Ăn đúng bữa thôi. Mỗi ngày bữa. Không tích lũy. Không điện thoại, không nhà, không cửa, không quần áo. Mỗi nhặt cái mảnh vải ở nghĩa địa người chết đi xong rồi ông yêu khâu ông mặc. À thế à? Ừ. Thì nhiều ông có thích như vậy là giao tiếp được mấy hồn ma rồi. À thế? Ừ. Giao tiếp đấy, được. Đấy, thế người ta mới bắt đầu nó mới thành. Giao tiếp được ma nó ở thế giới bên kia mà giao tiếp được. Ừ. Tức là ông kể câu chuyện là ông ngủ nghĩa địa thì có một cô gái hiện lên ông hỏi cần gì thì nó mới bảo. À. Rồi hiện nay con muốn về nhưng mà gia đình toàn tức là dán bùa ấy, nó bị chết tai nạn tức là không vào được, bảo bố mẹ tức con, là không về được nhà đấy. Ừ, bảo bố mẹ con gỡ ra. Thế là ông đến nhà nó lấy chính xác địa chỉ mà. À thế. Thế là ông ấy đến đấy, ông ấy bảo gỡ, muốn cho con về thì là gỡ ra, mà không muốn cho nó về thì là... Đấy. Tức là gia đình là cứ sợ. Sợ con nó về. Nó chết tay lại. Sợ nó chết và giờ độc sợ nó về đấy hả? Ừ kiểu đấy. Kiểu như thế hả? Đấy là câu chuyện thật chứ ông không bịa đâu. Ừ. Đúng không? Đấy. Thế ông bảo người dân là tu được 5 cái là được. Không ăn cắp, không ăn trộm, không uống rượu. Kể cả không uống rượu. Không sân si. Tức là cái gì? Kể cả không uống rượu. Tức là đã theo được 5 cái là phải không uống rượu thì mới gọi là được 5 thứ. À thế à? Ngủ đi vợ thì được. Thế nhưng mà không tham lam, không đánh nhau. Làm đúng pháp luật, có 5 cái gì không quên. Nếu không uống rượu thì là người đã thành đấy nhỉ. Rượu bắt đầu nó mới bị rối loạn thần kinh, bắt đầu nó mới phát môn bừa bãi có nhận. Hả? Nếu mình nhận dòng mấy năm rồi không? Đấy đào này đào 2 năm. Không, chú dòng bao năm đào rồi? À, đầu tiên. Đầu tiên ở đấy? Ở cái xóm này thì nói chung là năm đầu tiên. Thì nó 70% dân là trồng năm đầu tiên. Ừ. Thì còn 30% là năm thứ 2. Thế năm nay mình nhìn thật à? Nhìn thật mà. Đấy, các bác mua đào về nhà Bình gì nhỉ? Bình gì? Vừa nói Bình gì? Bình Hương. Bình Hương, thôn Đồng Cống. Đồng Cống ngon thế nhưng mà giỏi hơn ngoài đấy nhỉ? Phát triển thì chưa đào cũng như nào. Mình đọc số điện thoại cho các bác mà góc buôn trên miền Nam miền Bắc thì các bác. Xin chào quý vị khán giả của kênh Tân Viên Lốc nhá. Ông Dòng. À, ông Dòng Viên Lốc nhá. Ừ. Đọc số điện thoại đi. Các bác mà tớ là Bình Hương ở Đồng Cống, Bảo Sơn, Đồng Nam. Yểm. Quý khách hàng sau có nhu cầu chơi đào Tết thì liên lạc với lại kênh Dòng Viên Lốc nhá. Đúng, Tân Viên Lốc nhá. Ông buôn thôi. Mình phải bán buôn. Những bác mà buôn trên toàn quốc thì còn chơi đào thì ai thì mình không bán. Mua buôn đấy. Đúng rồi. Giá hợp lý không? Giá cả hợp lý. Ừ. Đây nó là làng nghề rồi. Làng nghề, làng đào rồi. Nghìn cây cơ mà không? Phải đúng nghìn cây. Nghìn cây. Phát trên clip này mà thôn Đồng Cống nó bảo nó găm clip rồi đó. Nghìn cây ở thôn này thì nhiều mà. À, ừ. Nhiều nhà có nghìn cây. Rồi vậy tay. Nhà này cũng xít nghìn. Nhà Khanh này. Nhiều lắm. Đây nhà Khanh hả? Nhà Khanh. Ừ, đây có bác để ý. Mình vẫy tay chào. Rồi, xong rồi chú về đăng ký kênh nhé. Đây tôi vừa quay nhà Bình
Nếu bấm đăng ký cái phát lên có gì thì nó xuất hiện. Ừ, Bình Dĩ nhỉ. Bình Hương. Bình Hương. Đó, xem clip ủng hộ nhé. Đến mùa mà mua đào đến nhà Bình Hương ở thôn Đồng Cống. Nghìn cây đào, giá hợp lý không nhỉ? Giá cả thị trường. Giá cả hợp lý.